Các bạn ơi, con trai tôi nhìn rất giống anh hàng xóm. Tôi bèn tìm gặp vợ gã đàn ông kia nói chuyện. Cô ta lúc ấy cũng giật mình nhận ra vấn đề, mang ảnh giả ta hồi bé ra so sánh. Hai người quả thật rất giống nhau. Sau đám cưới, chúng tôi được bố vợ chia cho một mảnh đất ở gần ông. Hai vợ chồng dồn tiền tiết kiệm lại, sau đó bố vợ cho thêm nửa tiền nữa. Chúng tôi cất được căn nhà khá ổn, vậy là được an cư. Bố mẹ tôi sống chung với anh trai và chị dâu, nên vợ chồng tôi buộc phải ra riêng. Mọi thứ suôn sẻ, chúng tôi chỉ ở gần bố vợ chứ không sống chung nhà nên không có vấn đề gì lớn. Sau 1,5 năm kết hôn thì vợ sinh cho tôi cậu con trai đầu lòng bụ bẩm, kháo khỉnh. Con tôi hiện tại gần 1 tuổi, tôi đợi người phát hiện ra con trai mình càng lớn càng giống gã hàng xóm. Gã này cũng đã có vợ con đề huề rồi. Nghĩ tới khả năng vợ thằng tiểu với gã hàng xóm rồi bắt chồng đổ vỏ mà tôi căm phẫn. Dù cay đắng lắm, nhưng tôi vẫn phải thừa nhận là mình xấu trai hơn gã ta. Nhưng tôi lại rất tin ý, vợ và người xung quanh chưa phát hiện gì, tôi đã nhận ra nét giống nhau giữa con mình với người hàng xóm. Tôi bèn tìm gặp vợ gã đàn ông kia nói chuyện. Cô ta lúc ấy cũng giật mình nhận ra vấn đề, mang ảnh gã ta hồi bé ra so sánh. Hai người quả thật rất giống nhau. Hai chúng tôi đều căm phẫn tột cùng khi phát hiện khả năng cao mình bị dắt mũi bấy lâu nay. Chúng tôi quyết định họp mặt gia đình cả hai bên để chất vấn rõ ràng chuyện này. Không thể có chuyện cho qua dễ dàng tội vô liêm sỉ ấy được nữa. Vợ tôi và gã đàn ông kia đều không tin nổi khi bị chúng tôi chất vấn. Rồi đồng thanh phủ nhận giữa họ không có bất kỳ sự mờ ám nào. Vợ tôi thậm chí còn mang con ra để thề rằng mình không làm gì có lỗi với chồng. Tôi cười khẩy, tuyên bố sẽ xét nghiệm ADN. Lúc đó xem họ còn chối cãi vào đâu được. Kết quả ADN được mở ra trước sự hồi hộp và khẩn trương của đại gia đình đôi bên. Để rồi người phải ngơ ngác bật ngửa là tôi. Thằng bé chính là con trai tôi, không thể nghi ngờ gì nữa. Chính tôi lấy mẫu xét nghiệm tại cơ sở uy tín, không thể nào nhầm lẫn kết quả được. Quả thực thằng bé rất giống anh Tùng. Thật đấy, càng nhìn tôi càng thấy giống. Nếu thằng bé không phải con anh Tùng mà vẫn mang dòng máu của bố mẹ, vậy thì có khi nào người mang dòng máu gia đình anh Tùng lại là mẹ nó không? Đột nhiên bố vợ tôi lên tiếng khiến tất cả đều bàng hoàng, sững sờ. Tùng là tên người hàng xóm kia. Người tiếp theo quyết định xét nghiệm ADN chính là bố vợ tôi. Kết quả khiến tất cả không thể tin nổi. Vợ tôi không phải là con gái ruột của ông, mà con gái ruột của bố anh Tùng. Vợ tôi không ngoại tình với anh Tùng, mà chính mẹ vợ mới ngoại tình với ông hàng xóm. Cô ấy không giống bố cho lắm, nhưng con tôi lại giống rất giống họ ngoại. Mẹ vợ tôi mất rồi, ông hàng xóm thì vẫn còn. Sự thật bại lộ khiến gia đình đôi bên đều tá hỏa. Vợ tôi đau khổ khi phát hiện ra thân phận thật. Bố vợ phẫn nộ tột cùng, còn tôi cũng phải nhận ra một cái kết đắng ngắt. Giá kể tôi lẳng lặng xét nghiệm DNA, không cho ai biết hoặc chất vấn riêng vợ, có phải mọi chuyện đến đây vẫn trong bóng tối? Thế hệ trước làm sai, cuối cùng vợ chồng và con tôi phải gánh chịu hậu quả. Vợ tôi bị bố từ mặt, tôi là con rể, dĩ nhiên ông cũng đuổi cổ thẳng. Con tôi mang dòng máu nhà anh Tùng. Anh ta tính ra chính là anh trai của cùng cha khác mẹ với vợ tôi. Nhưng nhà họ không có điều kiện. Bố vợ không cho chúng tôi đất nữa, còn đòi lại 1/2 tiền làm nhà. Nếu nhà bọn tôi dọn đi thì ông đưa 1/2 tiền chúng tôi bỏ ra xây nhà. Muốn ở lại thì trả tiền mua đất như người ngoài, và thêm khoản tiền ông cho làm nhà nữa. Giờ chúng tôi lấy đâu ra tiền mà trả? Ra ngoài thuê trọ thì cũng quá khổ. Tôi hối hận lắm rồi. Khuyên các anh em hãy cố gắng tin tưởng vợ hơn nhé. Còn bây giờ tôi phải làm sao để cho bố vợ nguôi giận đây? Các anh em có ý kiến gì hãy cho tôi lời khuyên với. Các bạn thân mến, mời các bạn lắng nghe để dòng tâm sự thứ hai có tựa đề: tình cũ của chồng đòi 500 triệu sẽ mượn nhường bố cho con. Tôi đáp một câu khiến mặt cô ta biến chất. Tôi và Long đã định ngày cưới vào 1 tháng sau, yêu nhau hơn 1 năm, bố mẹ đôi bên đều ủng hộ. Chúng tôi quyết định tiến tới hôn nhân. Hiện tại tôi mang thai hơn 2 tháng, ông bà nội ngoại và hai chúng tôi đều rất mong chờ đứa con này.
Hiện tại chúng tôi chưa chính thức tổ chức hôn lễ nhưng cũng có thể gọi là vợ chồng. Cuối tuần trước, tôi bỗng nhận được cuộc điện thoại từ người phụ nữ tự giới thiệu là người yêu cũ của Long, muốn hẹn gặp có chuyện quan trọng. Tôi nghĩ giữa mình với cô ta, nếu có thì cũng chỉ là chuyện liên quan đến Long, bởi thế tôi mới gọi Long đến địa điểm hẹn gặp nhưng không nói rõ. Quả nhiên khi nhìn thấy cô nàng, Long tái mặt, còn cô ta giật mình nhưng nhanh chóng mỉm cười. Anh ở đây cũng tốt, em đỡ phải gặp riêng anh lần nữa. Em biết hai người sắp làm đám cưới nhưng trước đó em muốn thông báo một tin, em mang thai rồi. Mặt Long cắt không còn giọt máu, còn tôi thì đau đớn nhận ra mình đã bị bạn trai phản bội trong thời gian hai đứa yêu nhau. Anh thề với em, anh không còn tình cảm gì với cô ta, anh chỉ muốn lấy em làm vợ, Long thề thốt với tôi. Cách đây 3 tháng tôi trở về sau chuyến công tác dài 2 tháng. Về thì tôi cấn bầu em bé này. Ai ngờ trong thời gian tôi đi vắng, một mặt Long nói nhớ tôi, một mặt lén lút qua lại với người yêu cũ. Cô nàng đó mang thai khoảng 4 tháng rồi. Chưa kịp định thần, cô nàng mỉm cười nói tiếp. Nếu cô đưa 500 triệu tôi sẽ nhường bố cho con cô, không bao giờ xuất hiện trước mặt hai người. Sau này cũng không mang con đến làm phiền hạnh phúc gia đình hai người, tôi có thể làm cam kết. Long nghe thế lập tức nắm chặt tay tôi. Em hãy đồng ý với cô ta đi, em phải nghĩ cho con chúng mình chứ. Anh hứa không bao giờ tái phạm. Em không muốn con sinh ra thiếu bố phải không? Em có tiền cứ bỏ ra trước, rồi sau này anh sẽ bù đắp cho mẹ con em gấp nhiều lần như thế. Tôi giật tay mình ra khỏi thai Long, nhìn cô nàng kia nói từng chữ một. Tôi không cần 500 triệu, cô chỉ cần đưa tôi 300 triệu cũng được, tôi nhường bố cho con cô đấy. Tôi cũng cam kết làm đủ những điều cô vừa nói. Cô nàng biến sắc mặt, còn Long nghe thế quỳ sụp xuống van xin tôi. Cuối cùng mọi người biết chuyện kết thúc thế nào không? Nực cười và tréo ngoe lắm chị em à. Cô nàng đó thực sự có thai với Long, nhưng cô ta không muốn kết hôn. Khi xưa chia tay Long đã hết yêu, giờ chỉ muốn làm mẹ đơn thân. Cô ta đòi tiền tôi không đưa, tôi đòi tiền tất nhiên cô ta cũng chẳng bao giờ cho. Cô ta ngậm ngùi quay về, còn tôi dứt khoát hủy hôn, tự nuôi con. Hai người dù đã mang thai nhưng không ai cần anh ta cả. Tôi không muốn chỉ vì để có con có bố mà tiến đến hôn nhân với người phản bội mình. Long nói riêng và đàn ông nói chung cứ nghĩ phụ nữ có thai là sẽ trói được chân, khiến phụ nữ phải hạ mình hy sinh, nhưng họ đã quá lầm. Giờ thì anh ta chẳng có vợ cũng chẳng có đứa con nào cả. Sau cuộc gặp đó, hôm sau tôi bị ra máu động thai, có lẽ là do cú sốc về tinh thần. May mắn là sau mấy ngày nằm viện thì sức khỏe của mẹ con tôi đã ổn. Hiện tại tôi đã xuất viện về nhà, tôi muốn xin chị em cách chăm sóc sau động thai để mẹ khỏe, con khỏe. Gia đình Long trách tôi ích kỷ, không nghĩ cho con. Theo mọi người tôi hủy hôn là đúng hay sai? Các bạn thân mến, qua hai dòng tâm sự bên trên, mời bạn để lại ý kiến cá nhân ở mục bình luận. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở dòng tâm sự tiếp theo.